Super 2 giờ quá tải luôn rồi, quá tải đông rồi. Chưa hết cái hàng luôn đó cô chú anh chị ơi. Cứ đếm từng người, đi. Cái này mà anh thấy là mỗi người một bánh thôi là quà hảo là cô ăn nhẹ luôn rồi. Đúng rồi, là đồng hương luôn rồi, đồng hương của hai anh em mình luôn rồi đó. Ủa hai anh ở đâu? Ăn gì? Ngày bắt đầu ngày cây. Không ai đánh mặt hết. Không ai đánh mặt. Em ơi trời ơi, quá là chửi. Đây là bữa nay là đình Bắc Nguyễn, trả cho bà con phục vụ ăn mà có sức khỏe ăn mà đi cúng đình dịp hội. Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì có Tùng Vlog vẫn còn đang ở lễ của ông Nguyễn Trung Trực. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2023 âm lịch. Thì có Tùng Vlog lại tiếp tục cập nhật tình hình ở lễ nha. Phải nói là năm nay năm 2023 thì cái lượng bà con đổ về dự lễ của ông Nguyễn phải nói là rất là đông. Hầu như là những cái tuyến đường dẫn vào khu vực đền thờ của ông đều chặt cứng hết luôn á cô chú chị. Buổi sáng nè, giờ này là khoảng tầm 10 giờ, cái lượng xe cộ lưu thông á qua mấy cái tuyến đường á là hầu như là không thể là đi được luôn á. Dạ. Dạ con Cao Tùng Vlog. Dạ. Cái cô ở đâu? Vô rồi, vô rồi. Tiền Giang mình luôn hả? Vô ở Tiền Giang. Ở Tiền Giang hả? Ở Tiền Giang luôn. Dạ. Đi qua lễ này hồi nào? Là đi trong ngày gì hay là ở ngủ một đêm? Không, đêm cái gì ạ? Dạ. Dạ. Như vậy là có nghĩa là đi dự lễ xong còn mình đi du lịch nữa. Dạ. Là nguyên cái đoàn mình đi bao nhiêu người? Đi 3 xe. 3 xe luôn. 3 xe 52 hả? Không có 3 xe 16. Có nghĩa là khoảng tầm 50 người. Dạ. Là năm nào mình cũng đi hết trơn hay là mới đi năm nay? Mỗi năm nào cũng tổ chức đi hết trơn con ơi. Dạ, đi cúng ông Nguyễn ha. Dạ. Hôm nay cô tinh thần của bà con mình. Hôm nay là cầu mong ước mong được điều gì ha cô? Mình ước có sức khỏe để gì biết. Và người dân mình người nào cũng mà mang lên đảm bảo năm nào cũng được ăn cụ Nguyễn. Dạ, đó là một cái điều mà mong muốn tất cả cô bác lớn tuổi hoặc là tất cả mọi người đều mong muốn giống như cô vậy đó. Dạ. Rồi con chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ dạ. Chúc độ mình nhiều thành công. Chúc thấy được cao kiếm nè. Dạ dạ. Rồi chị nói gặp. Dạ. Trời ơi, tôi coi nó hàng ngày mà tôi còn ảo chết luôn. Dạ coi con tụi lớp hàng ngày luôn hả? Coi hàng ngày luôn. Dạ. Không Nguyễn. Dạ. Ờ
biệt mấy dì mấy cô nha, mấy ông nha. Dạ. Chúc đầu mình nhiều sức khỏe. Dạ dạ. Quá đông luôn rồi. Giờ này lại khu vực này có mấy cây á là mát mát thôi. Dạ dạ con chào chị. Mát mát rồi nên là mấy cô ngồi ở đây để cho mát chút xíu là đi vô trong kia cúng nữa đó. Dạ. Dạ, dạ. Quá đông rồi cô chú anh chị ơi. Đây mấy cái đường này là xe cộ nè, hầu như là chặt cứng hết trơn luôn. Giờ mình qua mấy khu vực phát nước nha. Mấy bên kia là mấy cái điểm giữ xe đó cô chú anh chị, là hầu như là không còn chỗ để đậu xe luôn á, quá đông rồi. Cái lượng mà con đổ về lễ dự lễ hôm nay là phải nói là đông kinh khủng luôn. Đây là lễ giỗ lần thứ 155 của cụ Nguyễn nha, diễn ra vào 26, 27, 28 tháng 8 âm lịch hàng năm. Đó là cái lượng bà con đổ về đây quá đông. Đó, mấy cái điểm, có anh bảo vệ dân quân lại đây xin nước luôn nè, không chở nước rồi. Bữa nay tình hình sao rồi mấy vậy? Bữa nay vừa không có vưng đi bán rồi, để còn mấy món nữa mà không kịp lấy ra luôn. À, có nghĩa là cái lượng người bữa nay là đông hơn qua rất là nhiều. Hai lần. Dạ, gấp đôi hôm qua luôn. Dạ. Dạ. Cao Tùng mới lóc. Cao Tùng mới lóc. Cao Tùng mới lóc hả? Quá đông rồi. Rồi không nhiều nước mà pha là hết kịp. Dạ dạ được rồi, để cho bà con đi. Đây nước cam rất là ngon. Đây nè nè. Cho mượn cái mâm con bưng quay cho mấy người kia. Rồi chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Bây giờ quá đông rồi nên mình chỉ quay cái cảnh của bà con thôi. Đó, lượng bà con đổ về đây phải nói là rất là đông luôn. Đặc biệt là mấy cái điểm phát nước á. Ngay cái khu vực đường dẫn vào trong phủ thờ nè, phải nói là đông kinh khủng luôn, xe lớn nè, đứng ngắt phía ngoài luôn. Dạ con Cao Tùng Vlog. Dạ hả? Dạ. Thường coi mấy chú dữ lắm. Dạ. Vô cúng hả con? Đi cúng à. Dạ dạ. Rồi con có gian đi luôn. Bữa nay là quá đông luôn rồi. Tới cái khu vực này thì phải những xe lớn phải di chuyển ra chỗ khác. Tại vì mấy cái đường này là chỉ cho khách hành hương đi bộ vào thôi. Rồi tới đây thì sẽ có một cái chốt nha. Một cái chốt an ninh chỗ này để chặn những cái xe lớn không có cho vào, chỉ cho bà con đi bộ vào thôi. Tại vì cái lượng người đổ vô đây quá đông rồi, nếu mà cho xe vào nữa là dễ bị kẹt xe lắm. Ngoại trừ những cái xe mà chở hàng quá với nước nôi đồ cần thiết vào khu vực phía bên trong thôi. Quá đông rồi. Mà một điều đặc biệt thì Cao Tùng Vlog luôn luôn khi mà quay clip thì nhắc nhở của chú anh chị là khi mà đến những tất cả các lễ hội luôn là nên không đeo khẩu trang, bất cứ khẩu trang gì luôn. Đó là một điều bà con khi mà đến lễ thì nên lưu ý nha. Mấy cái đồ quần áo đồ á phía trước. Trời ơi, cái chồng kìa cô chú anh chị ơi. Quá tứ đông luôn rồi. Không được mà con đổ về đây là đông quá đông luôn rồi. Hai cái năm chục.
giờ này bắt đầu hơi giờ chưa, phải nói là cũng rất là nắng rồi, nóng rồi. Trời ơi, mấy cái đường phía bên trong của chú chị ơi, quá đông luôn rồi, đông khủng khiếp luôn. Đây là mấy cái điểm mà bán đồ nè, bán vải sò đó, đông kinh khủng không. Cô chú anh chị nhớ bấm đăng ký kênh, bình luận và góp ý clip chia sẻ cho Cao Tùng Vlog nha. Mình thấy cái khu vực lễ ông Nguyễn năm nay á, an ninh là rất là tốt luôn. Phía trước cổng thì múa lăn cũng đang diễn ra phía trước rồi. Đây có một số bà con người ta ngồi ở phía dưới này để nghỉ mát luôn á. Đây là cái khu vực lên trên cầu á. Bên kia thì mấy cái chỗ người ta bán đồ á nhiều lắm. Đây mấy cái chỗ giữ xe gần tới khu vực cổng nè. Một số lưu ý như sau: bà con hạn chế đeo vàng vàng cá sú hoặc những trang sức đắt tiền trên người cho tham gia lễ hội.
lắm á. Đứng đằng ngang này là cay hấp dữ lắm luôn. Em có tốt không? Rồi tối mình đứng đây tiếp tới mấy giờ chị? Tới chiều 8 mới về phải không? Hình như là tối đây đóng cửa đúng không? Dạ. Mình thấy là đứng ở đây là cay lắm. Con mắt là bị cay luôn á. Nè chị này đốt có mấy nhiều. Cay mắt không chị? Cay mắt không? Cay cay. Không ai đánh mà khóc. Không ai đánh mà khóc hả? Không trong niềm vui đúng không? Trong niềm vui. Rồi, dạ. Mấy chị rất là tuyệt vời nha. Mình sẽ đi qua cái khu vực chạy cơm nha. Bên kia đang đẩy cơm với đẩy bún rồi đổ bánh xèo á, vui lắm. Giờ mình sẽ đi qua bên đây nha. Ồ, cái đường trong chạy cơm này quá đông luôn rồi. Quá khứ đông luôn rồi, không biết sao mình vô được cũng này nè, quá đông luôn rồi. Cơm chưa? Quá khứ đông rồi. Khu vực chạy cơm số 3 cái đó là muốn dở chặn luôn rồi. Bữa này là mình chen vô không được luôn á. Trời ơi, đông quá đông rồi. Cái tuyến đường dẫn vào nè, nó cũng rất là đông. Vực bắt nước uống. Ủa?
cũng quá tải luôn rồi. Nó khó là gì mà chín nữa. Chị quá ngọt rồi. Gấp 3 lần luôn hả chú? Gấp 3 lần. Ôi, quá khủng luôn rồi. Gấp 3 lần. Con thấy cái đường đi vô chạy công này không có đường đi luôn rồi đó. Gấp 3 lần năm ngoái. Dạ. Là bữa nay mình đãi nước gì đây? Nước sâm rồi nước cam. Dạ, nước sâm nha. Nước sâm rồi nước cam. Một ly nước sâm của chị nha. À, chị này cười nhiều nè, anh quay chỉ cười nè. Chị này chỉ cười hoài nè. Chỉ là người này 500 đây. Chỉ có giọng cười quá trời ngọt luôn rồi. Bán nước bán thờ. Dạ. Dạ. Rồi rồi từ 7 giờ sáng tới giờ đó. 7 giờ sáng rồi mà không có ai rồi. Rồi 7 giờ sáng. Rồi là 7 giờ sáng tới giờ luôn hả? 7 giờ sáng chứ cười tới. Dạ. Quá đông luôn rồi. Cái này mình đặt cái đâu? Đâu nước tấp gì à? Dạ, cao tầng vlog. Cao tầng vlog hả? Dạ. Rồi tôi có lên. Có lên hả? Cao tầng vlog. Mới lên nè mồm. Làm hồi sáng giờ là mình đãi bao nhiêu thùng này rồi? 6 thùng rồi. 6 thùng hả? Nhiều thùng rồi nó 6 dạ. Thùng nó giống quá đây. Không biết nhiều thùng. Không biết nhiều thùng luôn hả? Quá vui luôn rồi. Rồi bữa nay mình đứng ở đây mình đãi tiếp luôn nha. Hồi sáng giờ là mình góp bao nhiêu ca rồi em gái? Không đếm được đâu chứ ơi. Không đếm được hả? Sáng giờ không là trăm ca rồi. Không biết bao nhiêu mà nói cái gì. Quá đông luôn rồi. Cái này kiểu này là mấy ngàn ca. Dạ. Quá nhiều nhiều luôn rồi. Đây. Nhóm ở đây thì đang để nước cam nha. Cái đoàn mình là bà con đến từ đâu hả chị? An Giang. An Giang hả? An Giang. Rồi vậy là đồng hương với em luôn rồi. Vĩnh Long. Chị này Vĩnh Long nha. Vĩnh Long. Quá nhiều tỉnh luôn rồi. Hôm nay thấy An Giang là quê mình nhiều lắm á. Rồi hello hello. Bên đây cũng có mấy người đẹp đại nước đó nè. Chị này chỉ kêu quay chỉ chút xíu đi. Quay nửa tiếng được không? Ừ. Đây quay nửa tiếng được không chị? Rồi rồi, quá xinh luôn. Lên đây quay luôn phải không? An Giang luôn hả chị? Phải không? Kiên Giang. Kiên Giang hả? Kiên Giang à, dạ, Kiên Giang. Lên TV không? Dạ có lên TV luôn. Rồi rồi, cho lên quay lên. Là nguyên cái này là nguyên một cái đoàn mình luôn hả chú? À, dạ, trung đoàn ha. Trung đoàn. Ở Kiên Giang. Kiên Giang, An Giang. Tại vì nói chung là bà ngoại ở Vĩnh Long xuống đãi rồi mấy anh em tỉnh khác là quen biết rồi lại. Nếu là quen rồi mình lại mình tiếp mình ủng hộ tiếp ha. Chứ tình hình là mình đang là kiểu như là bó tay rồi, quá đông rồi. Cái gì cũng phải có bạn bè là chứ. Dạ. Mình nên ra được. Rồi chúc cho gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Rồi, năm nay là đãi nào hết nước vậy. Quá đông rồi. Quá đông, không biết sao mà đi vô trong quay đầu bánh xèo đây. Vô mà là còn có cây nữa. Quá đông rồi anh chị. Bánh xèo giờ này còn không? Dạ còn. Ở bên kia có một cái bàn tiếp tăng ta bà con phát thuốc nha. Đây không số 3 thì quá tải luôn rồi, quá trời đông rồi. Nắm tay em đâu qua quay phim hả? Nắm tay em quay phim phải không? Đây, quay mấy cô giáo này. Quay mấy cô giáo quá đi. Ôi, không có được nghe, không có được nghe. Thấy tình hình này không có được đó nghe. Quay mấy cô giáo. Cô giáo chừng nào? Lê Hồng Phong, nhà thiếu nhi Kiên Giang. Chúc mấy em thành công. Trang gì em, trang gì? Rồi, ok em, hình như chỉ có follow em. Có follow luôn hả? Ừ. Có follow, có đó gì mình hay.
Em ở đâu đi? Dạ, em ở đây. Em ở đây. Dạ, như vậy là quê Kiên Giang luôn. Dạ, năm rồi. Nào em cũng đến dự lại hết. Dạ không, năm tại em học đại học á nên là đến tận năm nay mới đi về đây được. À, dạ. Em học học ở Sài Gòn phải đâu? Dạ đúng rồi. Năm nay về thấy làm sao? Thấy quê mình. Dạ đâu vui. Dạ. Ăn cơm chưa? Dạ chưa. Bây giờ tính chen vô đi mà. Rồi. Chắc không ăn được. Chắc không ăn được. Tình hình này là anh thấy là chen vô không nổi rồi nha. Tưởng có ăn vô dẫn anh vô ăn chứ. Giới thiệu. Vĩnh Long ở đâu giới thiệu? Vĩnh Long. Ừ. Em gái Vĩnh Long. Xin chào cô gái Vĩnh Long. Bà mẹ Vĩnh Long. Chào mẹ Vĩnh Long luôn. Bà mẹ Vĩnh Long. Ủa cái đó là mình vô cái bình đó là quậy đường quậy quậy đường đem lên đó. Tôi ở Long Vĩnh nè. Mình quậy đường để mình đem lên đẩy ha. Rồi mới xúc lên vô đây. Em chung với đoàn của mấy chú này luôn. Dạ. Là mấy ngày mới về. Chen vô trong của chú anh chị ơi, quá tài đông rồi. Hôm nay là ngày 27 là ngày chánh lễ nha. Là 10 giờ rồi. Nhiều lắm. Nấu hồi sáng giờ là 4 nồi rồi đó. 4 nồi là tính dạ. Khoảng bao nhiêu gạo ha? 4 nồi là một nồi là nó 2 thùng gạo. Dạ. 2 thùng. Một nồi là 2 thùng. Một nồi là 2 thùng gạo. À 2 thùng còn 4 nồi. 4 nồi. 4 nồi luôn. À. 8 thùng luôn. 8 thùng. Dạ. Là 8 thùng gạo đó. 8 thùng gạo. Là bây giờ đang lo thêm 8 thùng nữa. Dạ. 8 thùng nữa là đã chết này là 10 giờ không? 10 giờ là đây tới 5 giờ chiều nữa đó. Dạ. Tới 5 giờ dạ, chiều. Tình hình cái lượng gạo cung cấp đủ trong cái lễ này luôn không anh trai? À, qua lễ luôn. Qua lễ luôn. Qua lễ luôn. Vậy là mình không cần phải lo cái vấn đề là thiếu cơm. Dạ, thiếu cơm. À. Kể cả đồ ăn luôn đúng không? Đồ ăn là nhiều dữ dằn. Bao dư bao dư luôn. Dạ, dạ quá hiền. Rồi cảm ơn anh trai. Cảm ơn trai nhiều nha. Tôi ở trên Hòa Bình, Hòa Lạc, Phú Tân, An Giang. Rồi, quê An Giang với em luôn. Trên đây cái bộ cao giá là như thế này. Này cũng có một chỗ rãi nước, cái này khổ quá.
làm ủa chanh muối sao cô để được chanh đường với chanh muối mình làm nhà mà mình làm đường để đường chanh muối là mình phải để muối mà sao để đường để đường uống hả vậy đó gọi là chanh đường nha chơi gì ai giới thiệu là chanh muối mà bỏ đường em gái đi chị cũng vậy chị cá ngờ rất là mát dạ, chung ở đây á chung đồn đồn mình ở đâu dạ mình ở Hòa Hảo à ủa Hòa Hảo là cô An Giang không vậy cũng như là đồng hương luôn rồi đồng hương của hai anh em mình luôn rồi đó ở hai anh ở đâu An Giang An Giang ở đâu á Châu Thành bên kia xong anh ở bên kia xong em ở bên đây xong đây là tiếp hết để chị về luôn anh nha dạ em ơi giờ tới 28 làm cái gì luôn nha dạ dạ bóng nè anh ơi chắc cho rút nhảy vô thôi. Ôi,
cho tao đút vô kìa. Ờ, sao mình lấy thiệt con gì không lấy không? Vô gì đúng ra đút vô thì đúng nha hả? Đút từ từ thôi. Việc liên tục liên tục.
Ngon không? Ngon quá ngon luôn. Vậy là hồi ăn thêm tô nữa nha. Hồi ăn tô nữa. Trời ơi, thấy cô ăn mà mình mất thèm luôn. Đó cô chú chị ơi. Quá ngon luôn rồi. Dạ quá ngon luôn. Lễ vui. Hello. Mình có thường đi lễ nào không á chị? Có cũng mà. Hello. Bệnh dịch không có đi hết, bệnh dịch cũng lâu lâu đi lại. Dạ cũng đi luôn ha. Cũng đi. Mình đánh từ đâu? Đánh Kiên Giang An Minh đó. Chưa, ngày mai mới về đâu coi. An Minh nha. Dạ. Cũng gần ở đây. Ngày mai mới về lên. Rồi con chúc chị ăn ngon miệng nha. Dạ. Cái gì mấy con ở đây ăn rất là ngon miệng luôn á. Con gái này là ăn gì đây? Gái ơi, gái à, ăn gì đây? Uống nước hả? Uống nước gì? Cho chú uống ké với ai, chịu không? Được không? Chịu không? Chú uống ké chịu không? Dễ cân quá chèn luôn rồi. Con cái mấy em bé đi thì hơi mệt. Mệt. Con mẹ phải là ẩm ở trên tay luôn á. Mẹ cũng cực. Mẹ rất là cực. Con rất khỏe lắm, nó đi vậy mẹ. Đi đâu rồi? Tạm biệt gia đình nha. Rồi. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Chúc mình khỏe. Dạ dạ. Khỏe đẻ ra tiền. Đẻ ra tiền. Đại nước miễn phí nha. Xong đi mấy em ơi. Xong lạnh, xong lạnh. Đây. Xong lạnh ơi. Mày vô. Dạ. Nói là một cái lễ rất là đặc biệt. Xong lạnh đi cô ơi, xong lạnh đi cô ơi. Ăn uống là miễn phí hoàn toàn luôn. Xong lạnh đi cô ơi. Múc cái đi cho khỏe vô. Múc cái khỏe đi. Trời ơi, trong đây có mấy đứa em ở trên An Giang xuống trên núi xuống, đúng rồi đó, trên núi xuống. Trên núi là núi Cấm hay là? Dạ núi Cấm, núi Cấm. Nước vôi là thượng Cánh Tiên. Đúng rồi. Rồi chừng nào về? Dạ chiều về. Trên có gian về với nha. Cho không? Xe hết chỗ ba, để em gọi chồng em cái vậy. Anh ơi, để chồng chị này cho anh có gian. Quá êm luôn rồi. Giang dần dời tới trong hạnh luôn á. Chờ cho anh qua anh Giang nè. Đến vậy. Ờ, vậy là đồng hương luôn rồi đó. Chào Thành ơi. Đồng hương luôn rồi. Ảnh đâu em gái, ảnh đâu. Dạ đây. Rồi chào anh trai nha. Điện cho Thành hả? Điện cho Thành hả vậy? Dạ con ở Châu Thành. Ở xã nào? Dạ. Ở thị trấn hay là xã? Dạ con ở Cần Đăng á. Cần Đăng nha. Dạ. Ở này ở con phục vụ đặng bà có sức khỏe đặng bà đi cúng đình dịp hội lễ của ông thì nước này cũng đã phục vụ cho bà con là tặng tình luôn đó. Thì chuyến xe cũng như là không đồng thế từ từ Nam ra Bắc không từ Nam quá đông luôn rồi. Mấy cái khu vực đãi cơm là phải nói là bây giờ là cứng hết luôn rồi. Quay luôn cái rồi cho nó thấy rồi chào chú luôn. Quá đông luôn rồi. Bốn chai 30 ngàn cái mấy cái điểm mà để ăn uống mới nói là không còn một chỗ nào để ngồi luôn đó cô chú anh chị, quá đông luôn rồi. Giờ mình sẽ ra khu vực phía sau để với bà con đổ bánh xèo nha.
bánh xèo nè. Đây có mấy em học sinh đang ăn cơm buổi trưa. Rồi xin chào mấy em nha. Ủa giờ này là mình tan trường hả mấy em? Phải không? Dạ đúng rồi. Mấy em học gần đây không? Không. Trường nào? Cao đẳng y tế Trung An hả? Kiên Giang. Kiên Giang. Ngon không em trai? Dạ ngon, dạ ngon. Ngon hả? Ăn cơm nào với anh em vô coi. Anh Cao Tùng Vlog á. Dạ. Cao Tùng Vlog. Dạ. Nhớ là anh em lên nha. Rồi ok. Ở đây là ngon nhất là món gì em trai? Dạ, em muốn biết nữa. Bây giờ là em ăn đang muốn gì? Em ăn ăn cơm. Món gì? Dạ cơm với cà chua với đậu hũ. Vậy là bữa nay ăn tôm phải không? Tôm về của chị có ghệ nữa nha. Rồi chúc mấy em ăn ngon miệng nha. Rồi. Là ở đâu đổ bánh xèo ta? Bữa nay hình như là ở khu vực này ngưng đổ bánh xèo rồi. Đúng rồi. Hiện tại thì khu vực đổ bánh xèo mình giờ về đâu hết chú? Dạ nghỉ rồi, giờ lớp này nghỉ rồi nè. Dạ, ở đây là nghỉ rồi ha. Còn bên bển biết có mà. Dạ, dạ. Đây, ở đây là cũng đang ăn cơm. Giờ này là mấy em học sinh đang về nè. Đúng giờ này luôn hả chị? Đúng giờ này dạ. Luôn. Dạ, thấy ghê luôn. Không có gì ăn chứ. Giờ này là hơi trễ hơn sao hả vậy? Nhiều đồ ăn lắm, chắc này ta làm không có kịp đó. Giờ này là làm tại làm không kịp nha. Kịp làm kịp chứ ta không có ăn. Bây giờ có muốn ăn cơm ngon à, bữa nào cũng có. Rồi xin chào mấy em nha. Hello. Mấy em học ở trường nào? Dạ, em học trường Đại học Kiên Giang. Đại học Kiên Giang nha. Dạ, cao đẳng y tế. Rồi giờ này là mình về chưa? Dạ, được cái về rồi. À, được về ha. Ủa sao anh thấy là đi chung với mấy bạn nữ không hả? Có bạn nam nào bảo vệ gì không? Không. Chơi ơn. Đi mình anh luôn hả? Có cần anh nam nào bảo vệ không? Anh đi theo bảo vệ nè. Đi nè, đi chung đi. Quay vlog với em con đi. Rồi, ok. Có đang bao gì? Anh Cao Tùng vlog á. Ok. Là cái món muối xả nha. Rất là ngon. Giờ này là giống như cái giờ mà bà con nấu không kịp á, nên là giờ nấu cái gì hơn, không có như bình thường, ít hơn á. Ở đây có đẩy cà phê luôn. Im luôn. Sớm giờ là trà đường đá chanh nè, chanh muối rồi nè. Giờ này là có cà phê luôn. Dạ được rồi chị. Trời ơi chị quá nhiệt tình luôn rồi nè. Tao mở chai nhiệt tình tao mới uống rồi chú ơi. Dạ. Cà phê đây. Vậy là cà phê là ở nhà ra. Nấu chị. Thơm quá thơm luôn rồi. Cà phê đây mấy cô mấy chị ơi. Bên đây là sâu quá. Đây là mình đãi bao nhiêu cà phê vậy em gái biết không? Không nhớ luôn, không biết con. Qua đây nhiều quá nhiều. 400 kg à? 400 kg cà phê. 400 kg cà phê là không biết bao nhiêu ly nữa hả chị? Ủa cá nhân của mình đây chị? À, một tài trợ à, có theo đồng nha. Dạ đúng rồi. Dạ mấy con mỗi người góp một ít. Mỗi người góp lại một ít xíu. Có à, ở đây có cà phê, đường em miễn phí, trời ơi miễn phí, bye bye nha. Thơm quá thơm, đứng ở ngoài mà nghe cái mùi chịu không nổi luôn rồi. Đây là mùi chỉ luôn nha. Khi đã chạy đường. Đây là đã gì, món gì em gái? Cà phê chạy đường hả? Cà phê, là chung chung một đoàn mình luôn hả? Đúng không? Hai ly vậy là uống hai ly tặng một ly nữa. Là phải uống hết ba ly. Chờ đường đây. Bây giờ hỏi là phải uống nha. Rồi cho em xin một ly nha. Làm một ly cho mát coi. Uống đi.
đi mấy ngày? 3 ngày mai chị về rồi. Ngày mai chị về ha. Rồi cảm ơn chồng chị luôn. Chúc chị sức khỏe nha. Bye bye. Để lên kênh bước chân miền Tây. Bước chân miền Tây. Em giải luôn anh ơi. Rồi tạm biệt gia đình nha. Dạ. Cái đại món gì đây? Đại món gì hả chị? Hả? Đại món gì? Bún ngải đâu, ngải ấy. Bún ngải hả? Bình thủy của An Giang hả? Dạ. Phải không? Rồi vậy là đồng hương luôn. Kế bên luôn. Bên đâu? Dạ. Đâu lại? Bên qua, bên qua. Bên qua hả? Bên nhà, bên nhà gặp người ta. Bữa nay vừa đồng hương quá nhiều luôn rồi. Ở Hàng Đầu Đình. Dạ. Trời ơi, vậy là năm nay con thấy là bà con An Giang mình nhiều lắm luôn á. Dạ, đúng rồi, dạ. An Giang mọi người đó. Ai sắp sửa đi Long An nữa đó. Chị Long An, Long An là lễ gì nữa chị? Lễ Mỹ Nhân Vật mà, mừng chúc mừng mình nè. À, có nghĩa là lễ trễ hả chị? Lễ tháng 9 lễ. Tới tháng 9 lễ. Tháng 9 lễ. Tháng 9 lễ. Tháng 9 mùng 10 là tháng 9. Tháng 9 mùng 10. Dạ dạ. Tân Tảo, giống sông Nhật Tảo. Dạ dạ, cũng lễ ông Mỹ luôn nha. Dạ. Vậy là con phải cập nhật thêm nữa rồi. Bước chân mừng miền Tây hả? Dạ, con Cao Tùng Vlog. Nhớ chiều nay coi ủng hộ con nha. Dạ, Cao Tùng Vlog. Cái gì cái gì? Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Dạ, con tạm biệt gia đình nha. Ơi. Người ta có danh thiếp không ơi? Gặp lại anh rồi phải không? Ủa sao mình không vô bàn ngồi mà mình ngồi đây rồi? Hết chỗ phải không? Hết chỗ rồi. Chắc ngồi đây thì ăn ngon hơn đó nha. Thoải mái hơn. Cái này giống như ngồi ở trên cái giường ở nhà mình ha. Dạ dạ. Ủa hai bạn này đến từ đâu? Dạ em ở Kiên Giang luôn. Ở Kiên Giang luôn ha. Dạ. Em gái này là đi chung luôn hả? Phải không? Dạ. Mình dự định là đi mấy ngày mới về? Dạ, mấy em học trên đây anh. Vậy là mấy em sinh viên hả? Dạ. Nãy giờ anh cũng gặp mấy bạn sinh viên bên kia nữa kìa. Dạ. Thôi chúc hai em ăn ngon miệng nha. Dạ. Bye bye. Rồi chào mấy vị luôn. Rồi bữa nay đi về tiếp lễ ông Nguyễn phải không? Dạ. Dạ. Rồi quê ở đâu giới thiệu luôn cô? Quê miền Tây. Quê miền Tây là ở đâu? Ở đâu? Ở An Giang. Dạ dạ An Giang nha. Dạ. An Phú. An Phú. Dạ. Rồi chúc mấy vị nhiều sức khỏe nha. Bye bye. Bye. Dạ. Rồi xin chào luôn bà con. Quê mình ở đâu hả vậy? Quê mình ở Phú Hữu. Phú Hữu của An Giang luôn hả? An Giang luôn. Dạ vậy là đồng hương luôn, con An Giang luôn. Không. Dạ. An Phú. Dạ. Rồi chiều nay 6 giờ vô con ủng hộ con. Không. Đặc sản miền Tây. Ngon quá.
bán ăn này miễn phí hả cô? Có miễn phí không? Cô nói là miễn phí với cô đi Bình Dương luôn, bán nước tương luôn. Đây là giới thiệu ra đặc sản nha. Cà na ngao đường. Ngon á, không có cà na cũng đó. Ăn thử thôi cà na, chị chọn con. Rồi chúng cô bán đơn hàng nha. Đây, hiện tại thì mình đã vào được cái khu vực đổ bánh xèo nha. Khu vực đổ bánh xèo là hot nhất của lễ đó. Mà bà con phải đứng xếp hàng từ ở ngoài vô tới phía trong nè. Hàng dài rất là dài luôn. Mấy con nè. Rồi, xin chào luôn. Đổ mấy con rồi, chạy mất tiêu luôn rồi. Bánh xèo này là dài có 1 cây số à. Nãy giờ đứng xếp hàng là bao lâu rồi? Cả giờ. Nửa tiếng chưa? Không rồi. Không luôn hả? Trời ơi, muốn ăn bánh xèo ngon là phải đứng đợi vậy đó. Càng đợi lâu nó càng ngon. Dạ, càng đợi lâu càng ngon hết chú. Đúng rồi, dạ, càng đợi lâu càng ngon. Đây, nguyên một cái hàng dài luôn cô chú chị ơi. Ăn chừng cây số à. Dạ. Quá trời luôn rồi kìa, tốt ăn trước luôn kìa, quá xa luôn rồi. Xếp hàng quá trời luôn rồi. Bao lâu kìa cô? Ừ. Đợi bao lâu rồi? Một hàng luôn. Đợi nửa tiếng rồi. Nửa tiếng rồi hả, gán đi chút xíu nữa, cỡ nửa tiếng nữa. Ưu tiên cho bà học trò ăn trước kìa. Dạ. Ưu tiên cho bà học trò ăn trước để tụi nó đi học. À, ưu tiên cho mấy em học sinh đi nữa đi học nha. Dạ. Mới gặp mình hồi sáng lúc quay ông nước ngoài kia. Dạ dạ. Mới chào hồi sáng. Quá đông luôn rồi. Đông lắm rồi. Nguyên một hàng nè. Đông lắm. Dạ như cầu Mỹ Thận đó cô. Dùng chưa, dùng chưa, dùng bánh xèo chưa? À, à, ngon quá rồi. Ngon quá rồi. À, ăn cảm nhận quá à. Ngon quá rồi, ngon tuyệt vời. Ngon là ăn nãy giờ mấy cái rồi, ăn chai. Cái ba rồi. Ngon quá rồi. Cái một. Ăn chai mà nó xạo nữa. Em gái nè, nói mới tình nè, ăn mấy cái em gái. Chưa ăn cái nào. Chưa ăn. Có chưa ăn rồi đây. Có còn còn. Đang đợi bạn lại. Ăn bánh xèo với bún. Có nghĩa là đợi sức khỏe chưa xong nghe không? Cơm đó hả? Dạ. Ăn gì đi, cho có sức khỏe. Có vitamin phải không? Quay con à? Rồi rồi, chào luôn. Con ăn món gì đây? Bánh xèo. Bánh xèo. Mời cả nhà ăn nha. Thơm ngon. Bánh xèo đang bốc mới ngon nè. À gì nè. Nè. Dứt luôn. Dạ. Có yên tay của mình là ăn bốc mới ngon. Ừ, nóng quá miệng. Nóng quá chú ơi. Không ngon nè, bạn ăn nha rồi. Thôi chào ơi, chú mới ngon miệng. Mời vô, miệng mới ngon nha. Ăn chú. Mày hát tụi mày quên lộn không? Đấy quá. Đây nguyên một cái hàng dài đó, nãy giờ mình quay mà vẫn chưa hết cái hàng luôn đó cô chú anh chị ơi, quá dài luôn rồi. Ở bên đây còn một hàng nữa kìa, quá đông luôn rồi. Bên đây như là có một hàng ưu tiên cho mấy em học sinh, tại vì giờ này cũng chưa, mấy em chuẩn bị đi học nữa. Đây còn tiếp nguyên một hàng có cái dưới luôn kìa. Trong này có nhận là đứa nào có trong hàng thì được nhận nha, còn đi ra ngoài thì anh không biết nha. Quá đồng luôn. Nhìn mà chỗ này không có nhìn để gần được, nóng được lắm. Đây không còn không cần nữa, đủ rồi. Sáng giờ là đãi bao nhiêu cái bánh rồi người đẹp? Dạ không biết nữa. Hết biết luôn hả? Đó vậy anh cứ dặn quay coi biết bao nhiêu người, không biết rồi. Cứ đếm từng người, cứ đếm từng người đi. Cái này mà anh thấy là mỗi người một bánh thôi là người hai bánh. Tới nửa đêm. Người hai bánh. Một người nhận được hai bánh nha. Mà quan trọng là người ta chỉ đợi là chịu chiên. Chịu đợi là chịu chiên nha. Kiểu tình hình này là anh thấy là phải 10 giờ đêm mới hết. Không có đâu, tới chiều chiều là ta tan rồi. Chiều chiều là bà con người ta về ha. Ra ngoài dòm ra ngoài dòm đi, không có vô được, chỗ này không có vô được. Không vô được. Quá đông rồi, hiện tại thì phải nói là cái lượng bánh đổ là không có kịp rồi. Cho bà con ở phía ngoài đợi rất là đông luôn. Chú ơi, chú quay ra ngoài giùm tôi. Dạ dạ dạ. Đây,
Bên đây là mấy cái hàng của mấy em học sinh nè. Quá đông luôn rồi nè. Hello hello. Ủa cái trường nào mà cái màu áo đỏ đẹp quá ta? Áo đỏ gì đó xin lỗi ơi. Trường nào em gái em trai? Nghiệp vụ Kiên Giang. Nghiệp vụ Kiên Giang hả? Trời ơi. Toàn là hot boy không ta? Hot girl đâu trơn rồi. Trước hả? Đâu 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 đâu. Đây không? Bởi vậy có hot boy là phải có hot girl chứ. Trời ơi một cặp luôn. Ơi ơi ơi. Tiếng Anh đúng rồi. Ơi cái trường này giống như trường tỷ nha, tại là đẹp trai mà chúng tôi rồi chiều nay 6 giờ lên coi ủng hộ anh nha, canh gì anh ơi, cao tùng vlog rồi. Rồi xin chào luôn, chung trường luôn hả, phải không? Chung trường luôn hả? Ủa sao bên kia bạn áo đỏ, bên đây bạn áo xám? Mẹ có áo màu vàng nè. Có màu vàng luôn phải không? Quá nắng luôn hả em trai? Quá nắng rồi. Đúng không? Bánh xèo là phải đứng đợi vậy đó hả? Rồi tới 10 giờ có. Tới đây tới chiều còn lâu mà. Đây cái khu vực đổ bánh xèo nè. Hiện tại thì mình đứng ở đây phải nói là cái cảm giác là nóng, rất là nóng luôn cô chú anh chị. Rồi nó nóng không ơi chị hai? Con thấy là con đứng ở ngoài là rất là nóng luôn á. Nóng không được. Dạ. Hết là đổ vô đây hết rồi. Chị hai là đổ mồ hôi kìa. Mình có thấm là chú. Dạ. Đâu hết rồi đổ bánh xèo đâu. Rồi hết luôn, rồi đổ bánh xèo luôn. Cái gì chứ giỏi lắm nha, đổ là nhanh nhẹn, báo giá lắm nha, giỏi giang lắm nha. Thấy ơi, có người yêu chưa ấy? Trời ơi, đây nè, anh trai nè. Trả lời luôn kìa. Ướt mình, ướt mẩy chân luôn nè. Quá nóng rồi. Tâm điểm của khu vực đổ bánh xèo. Người mẫu. Người mẫu ở quê đâu, người mẫu? Ở quê đâu? Tân Châu, Tân Châu. Tân Châu rồi, ơi, cùng quê An Giang mà kêu không trả lời vậy chứ. Con gái Tân Châu nè. Mất cỡ. Thấy quen quá ngại. Thấy quen quá ngại hả? Đi bé gái hả? Anh đứng ở đây hồi là anh xin số điện thoại của em đó em gái ơi. Từ An Giang tôi theo qua tới Kiên Giang luôn đó. Cô quá cừ kìa. Cái đoàn có theo này ở đâu rồi, cái điện có đó. Dạ, con theo là từ An Giang qua tới. Vậy là diễn viên chính luôn đó hả chị? À, diễn viên chính luôn đó ha, người mẫu đúng không? Mời cái bánh xèo cho con. Mời cái bánh xèo chung cười kìa. Là nguyên đoàn An Giang hết luôn hả con? Dạ, cái này đó. Dạ. Mà cái này đó tỉnh mình nè, này ở Kiên Giang. À, Kiên Giang. Rồi xin chào mấy đứa luôn. Đó. Ở đây mấy em còn ship nguyên một cái hàng dài nữa kìa. Định hình nữa anh. Rồi xin chào luôn. Rồi chiều nay 6 giờ lên coi ủng hộ anh nha. Ở đâu anh? À, YouTube á, Cao Tùng Vlog. Rồi xin chào, xin chào. Nhớ chiều nay cho anh một để em cho một like. Một like đăng ký kênh chia sẻ clip cho anh nha. Cái gì kênh anh là gì? Cao Tùng Vlog. Cái này là phải nói là rất là nắng luôn nhưng mà vì cái sức hút của cái bánh xèo nên là mấy em phải đứng đây là đội nắng để đợi được thưởng thức bánh xèo nha.
Rồi tạm biệt mấy em nha. Chiều nay gặp lại. Bye bye, bye bye. Rồi có lẽ thì clip của Cao Tùng Vlog sẽ kết thúc tại đây nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Nhớ đừng quên để lại một đăng ký kênh, một bình luận góp ý và chia sẻ clip cho Cao Tùng Vlog nha. Rồi bye bye.